Kính thưa quý vị, sau khi Mỹ đánh giá Nga có thể động binh với Ukraine, vàng đã phản ứng bằng cách tăng giá một cách mạnh mẽ. Phiên giao dịch hôm nay ngày 12 tháng 2, giá vàng thế giới đã tăng một lèo thêm 30 USD, chạm mốc 1.863 USD trên một ounce, tương đương 51,4 triệu đồng trên một lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua, ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, trong vòng 1 đến 2 ngày đến có khả năng Nga tiến hành các hành động quân sự với Ukraine. Sau tuyên bố này, giá vàng lập tức leo thang. Ông Edward Moya, chuyên gia kinh tế quỹ OANDA Mỹ cho biết, vàng trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tài sản vì hiện thị trường chứng khoán lẫn tiền số Bitcoin đều lao dốc. Vàng có thể vượt ngưỡng 1.900 USD trên một ounce nếu có một hành động quân sự diễn ra trên thực tế. Ngoài ra, vàng đang bắt đầu quá trình phục hồi giá khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ trước chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, FED. Hôm nay, giá vàng trong nước đang duy trì mức 62,75 triệu đồng trên một lượng. Ở chiều bán ra, mức chênh lệch giữa vàng trong nước và thế giới là 11,35 triệu đồng trên một lượng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.